em. Tôi đã test con Omni phía trên và bây giờ test nốt con Omni phía dưới. Hai con này nó là cùng là một mã nhưng nó lại ghi tên khác nhau. Một con thì ghi là Hitachi LOD, một con dưới ghi là Brother Roy Sao. Hai âm hãng này là khác nhau về thương hiệu, nhưng chắc thời điểm đó nó liên kết cùng làm nên nó làm ra hai con Omni giống hệt nhau và đều đồng giá 2.500.000 đồng. Đánh cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay trong tầm giá luôn này em ạ. Chất âm trong vắt, bát đánh sâu căng và mặt tiền tương đối đẹp, mặt may nhôm, đèn tia báo công suất ra loa, chỉnh bát chép lao lớp đầy đủ. Đây bát chép đây, lao lớp ở đây, các đường vào âm thanh rất nhiều, bề ngang chắc tầm 43-44. Mặt ở phía trên là tấm biển phía địa chỉ của tôi rất rõ, anh em có thể đến tận nơi. Và giá này giá không bao ship anh em nha. Nắp tre cũng như góc cạnh rất đẹp luôn. Điện 100V, đánh một đôi loa thôi, nhưng con dưới nó gãy mất một cái lẫy, gãy mất cái đầu này, nhưng vẫn gài vào được anh em nhé. Ấn xuống là vẫn vào được. Nhưng tôi đã để cái giá cực kỳ tốt so với cái chất của sản phẩm đó. 2.500.000 đồng. Cái này nếu mà ấy mạnh tay nhiều khi nó cũng gãy, bởi vì lâu ngày nó giòn mà. Thì cái này nó gãy mất cái đầu này, nhưng anh em vẫn ấn được nha. Có nghĩa cái cọc dưới là gãy mất cái chóp đầu, vẫn ấn vô tư. Điện 100V, chạy xò than, chạy xò than anh em nhá, xò than còn xò than 2 vít mới kinh, xò than 2 vít thảo nào nó khỏe thế. Sát một tí tin là có không tránh khỏi, nhưng tổng thể cực kỳ đẹp luôn. Và quan trọng là chất âm và cái giá. Cái chất âm với cái giá nó là quan trọng anh em nhé. Chất âm nó đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. 409 là sản phẩm tôi đang quay, còn con trên là MA50A. Không khác nhau một cái gì cả, nó chỉ đặt cái tên khác nhau. Brother và LOD Hitachi. Bát nó đánh chắc nịch luôn. Sao tiếng bass nó đánh hay không? Âm ly có khi 6-7 triệu không ra tiếng bass hay như này đâu.